bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên bất ngờ đề nghị không tử hình 6 bị cáo sát hại con mình. Ông Cao Văn Hường, sinh năm 1970 ở Điện Biên, là người đại diện hợp pháp, bố của nữ sinh Cao Mỹ Duyên mới đây đã có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ông Hường kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ nữ sinh giao gà mà Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2019, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị không tử hình 6 bị cáo đã có hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại con gái mình, và đề nghị làm rõ mục đích động cơ của các bị cáo trong vụ án. Trong đơn kháng cáo, ông Hường nêu rõ lý do, cơ quan tố tụng vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa làm rõ vết máu trên xe tải của Công là vết máu ở đâu trên thân thể của Cao Mỹ Duyên chảy ra. Tại sao tại phiên tòa xét xử công khai, bị cáo Bùi Văn Công khai báo vết máu trên xe tải của Công là do kẻ khác bôi lên, tại sao hội đồng xét xử không làm rõ? Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Công đã khai rất rõ về việc bà Trần Thị Hiền không nợ bị cáo Công 30 triệu đồng, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo Công chưa được làm rõ. Bị cáo Công cũng khai, người chủ mưu, kẻ phạm tội vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng hội đồng xét xử không làm rõ, cố tình né tránh lời khai của bị cáo Công. Điều bất ngờ lớn nhất trong đơn kháng cáo của gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên chính là việc đề nghị không tử hình 6 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án sơ thẩm. Ông Hường cho rằng đã để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo phạm tội. Được biết, liên quan đến vụ án này, bị cáo Vì Văn Toán, 38 tuổi, cũng gửi đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên tử hình. Bùi Văn Công, 44 tuổi, Vương Văn Hùng, 35 tuổi, Phạm Văn Nhiệm, 47 tuổi cũng kháng cáo kêu oan. Trước đó vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, sau 4 ngày diễn ra phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình 6 bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả. Bị cáo Phạm Văn Dũng 10 năm tù, bị cáo Cầm Văn Trương 9 năm tù và Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù.